chào tất cả quý vị và anh chị nhé. Bên em vừa mới về mẫu xe Ford Transit 2015 bản Maxuzi. Và sau đây em sẽ giới thiệu qua cho các bác về mẫu xe Ford Transit 2015 này nhé. Xin mời tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay là một mẫu xe Ford Transit 2015 bên em vừa mới về. Một mẫu xe phải nói là khá là đẹp, cam kết là không đâm đụng, không ngập nước. Và lốp thì còn khá là đẹp, khá là dày. Đấy, về chiếc xe này thì bên em cam kết là không đâm đụng, không ngập nước rồi. Và đây là phiên bản Maxuzi, bản cao cấp nhất của một mẫu xe Ford Transit này. Về tập hành, tất cả thứ sơn xi bên ngoài thì các bác yên tâm là xe không phải làm bất kỳ cái gì nữa nhé. Xe mới về nên khá là đẹp, chuẩn chỉ rồi. Nên anh chị không phải lo nghĩ về vấn đề là sơn xi hay làm gì cả. Chiếc xe này ta làm khá là đẹp, chuẩn chỉ rồi. Đã có màn hình cam lùi đầy đủ hết rồi nha anh chị nhé. Nên anh chị mà sử dụng chiếc xe này thì về thì sẵn sử dụng thôi. Xe cũng khá là đẹp, nên anh chị không phải lo nghĩ về cái vấn đề xe này khác. Bản Suzuki thì cái bộ ghế của nó thì các bác biết ngay là bộ ghế nó cũng rất là đẹp, không có lỗi gì cả, nên anh chị cứ yên tâm mua chiếc xe này. Máy thì thực ra là máy mới nạ, rất là êm ái. Và em sẽ tặng cho các bác một bộ ốp đèn, chiếc đèn sau và dây hõm cửa này. Đấy, cái bộ này là thì mai em sẽ dán lên. Đấy, và tất cả thứ này cũng khá là đẹp, chuẩn chỉ này. Trần vẫn là trần nỉ zin này. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là ok. Điều hòa rất là mát, trên màn hình của đồng hồ thì không hề có báo lỗi gì cả anh chị nhé. Và em sẽ ra thử cho anh chị xem là máy rất là ok luôn anh. Rất ok luôn. Mẫu xe này rất là tuyệt vời. Và sau đây em sẽ mở nắp capo cho anh chị xem nhé. Và đây là máy của chiếc Ford Transit 2015. Và máy nổ khá là êm. Có thấy chưa? Máy nổ rất là êm luôn. Và đặc biệt là không có hơi thừa. Và một mẫu xe phải nói là rất ok chị nhé, hơi thừa. Máy nằm rồi, rất là êm. Đấy, vỏ lốp thì cũng khá là dày, cũng khá là dày. Và em mời các bác xem vỏ dưới cũng một quạt nhé. Vâng, ở dưới thì cũng có này một quạt gì cả các bác này. Đấy, nhìn cả sang bên kia luôn này. Ok, và mai em sẽ lắp cửa điện cho chiếc xe trên đây. Hiện tại là chưa có cửa điện nên là ngày mai em sẽ lắp cửa điện lên ạ. Vâng đây ạ. Ghế Maxuzi bao giờ hết nó là da xịn rồi, rất là mềm, rất ok luôn. Xe thì không va chạm rồi nên là các bác không phải lo nghĩ về phần chỉ chiếc gì cả nhé. Đấy, chỉ đây ạ, zin hết này. Đấy, zin hết, không có lỗi anh chị nhé. Vâng, một mẫu xe nói chung là tương đối khá là đẹp. Anh chị có nhu cầu sử dụng về mẫu xe Ford Transit 2015 bản Suzuki này thì liên hệ cho em theo số điện thoại là 0943 622 621 để khách ạ. Và em xin kết thúc clip ở đây nhé. Quý vị và anh chị xem hôm qua clip của em thì cũng like kênh và đăng ký kênh giúp em để hàng ngày hàng tháng em cập nhật những mẫu xe mới nhất của bên em đưa lên cho quý vị anh chị tham khảo và xem qua về mẫu xe này của bên em ạ.